cứ yên tâm đi, cô bắt cho bệnh cô chỉ cách cho. Đến đây bắt bệnh là không có trượt một ca nào. Tí nữa cô mới chỉ cho, nghe gì chưa? Cứ yên tâm một tí nữa đi. Cô bắt ra từng bệnh một. Đấy, trong người thế này ai bộ bệnh nhỉ? Cuối cùng hóa ra bệnh lắm, nhiều bệnh lắm đây này chứ không phải chuyện bình thường nha. Bây giờ là phải thật cẩn thận vào cho cô nha. Một là con phải đi khám định kỳ đi, 3 tháng con khám một lần, 2 tháng khám một lần. Đấy, thì hiện tượng của con đang bị ảnh hưởng của cái phổi. Phổi của con có vết đen rồi, cô chuẩn không? Chuẩn đi bắt tay nào. Cô xin cho. Thế đi khám chưa? Khám rồi. Họ bảo sao? Họ bảo phổi đúng không? Phổi đen đúng không? Rồi là phổi bị đen rồi còn gì nữa. Đấy là bị phổi rồi, xong hút thuốc nhiều. Bây giờ là một là về phải bỏ thuốc lá đi cho cô. Bây giờ không được hút thuốc lá. Hút thuốc lá là nó sẽ bị ảnh hưởng cái phổi, nó sẽ gây ra ung thư. Vì cái hiện tượng của con đang bị bám, có nghĩa là cái phổi của con đang bị bám vào cái màng. Con nghe gì chưa? Đấy là bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng nó sẽ bị gây ra ung thư. Thế bây giờ con muốn bị không? Hay là như thế nào? Có muốn khỏe mạnh bình thường không hay là như thế nào? Trời ơi, đến đây bắt bệnh đây còn gì nữa. Bệnh đi bệnh viện là không có trượt rồi. Mà đi bệnh viện rồi đúng không? Thì đi bệnh viện có đúng như bệnh cô bắt đi không? Cậu chữa bệnh tốt lắm á, bắt bệnh tốt lắm á. À? Nhưng mà bệnh này có đúng như cô bắt không? Thì cô mới chỉ cách cho. 3 ngày vừa rồi con đi 2 viện. 3 ngày đi 2 viện rồi à? Nhưng mà nó bảo phổi gì? Thế thì chuẩn rồi thì mới bắt tay. Trời ơi, ngủ ít, đêm toàn thức. Bây giờ đau ngủ sao được? Con chỉ biết là nó báo lên đây như thì con mới biết được chứ. Có nghĩa là cái bệnh của con nhá, nó đang báo lên cửa nhà cô. Nó báo lên đây mà. Nó báo lên đây là con đang bị ảnh hưởng của phổi. Con nghe gì chưa? Bây giờ con đã nói gì đâu mà cô biết được bệnh của con là bệnh phổi là con phải tin. Con đến đây con chưa nói là bệnh của con bệnh gì đúng không? Nhưng bản thân ghế cô bắt là do bệnh con đúng không? Là con đang bị bệnh phổi và con hút thuốc lá nhiều. Chuẩn chưa? Thế là con phải tin chứ con gì nữa, trời ơi. Thế là mình phải tin, ừ nhỉ, mình đến đây mình rất là may mắn. May mắn là ghế cô bắt để ra bệnh, đúng không? Và chỉ cho mình đường đi nước bước để mình về mình chữa bệnh, đúng không? Bệnh này là của con là bệnh trần, nghe rõ chưa? Bệnh trần là do cái gì? Do con hút thuốc lá nhiều. Và cái phổi của con nó bị yếu. Nó bị gây ra bị màng của phổi. Có nghĩa là cái màng trắng nó phủ lên cái phổi của con. Nó làm cho con bị đau, làm cho con bị mất ngủ, đem đến toàn thức, mắt mở trừng. Nghe rõ chưa? Đấy là cái phổi. Và cái gan của con cũng bị ảnh hưởng của nóng gan và gan kém. Đấy, nó làm cho bị ảnh hưởng của cái gan của con. Con đi khám tiếp về cái gan đi. Và cái dạ dày của con tiếp nữa. Con ba cái bệnh này rất là mệt. Mà nhà con 10 ngày thì phải ốm 8. 10 ngày ốm 8, hai vợ chồng thay đổi nhau mà ốm, thay đổi nhau mà đi viện, 2 năm trở về đây, hao tiền tốn của rất là nhiều mà không được việc. Ngay cái tháng 5 vừa giờ đã hao tiền tốn của rồi mà không được việc. Tháng 6 này cô bảo lúc nãy thay, từ mùng mấy tháng 6 đến giờ, dính cước chưa? Thì mới đi viện 2 ngày hôm nay thì chả là hao tiền tốn của đi thay. Chẩn nhớ. Đúng rồi à, thế bây giờ tâm nguyện như thế nào? Nhưng có đúng bệnh như cô nói không? Bệnh này phải đi viện. Bệnh này phải đi viện mới chữa được. Nghe rõ chưa? Vì bệnh này của con là phát tán là bệnh trần. Bệnh này là của con phát tán bệnh trần. Là bệnh trần con phải đi viện thì mới chữa được. Chứ đến đây là cô chỉ bắt được ra bệnh thôi, chứ cô không chữa được cái bệnh trần này. Đấy là phải nói rõ để cho các con biết. Đến đây bắt được ra bệnh, đúng bệnh, như bác sĩ bắt luôn. Như bác sĩ là các con đi bệnh viện là con phải thử máu, đúng chưa? Người ta phải siêu âm. Nhưng mà mới đi 2 ngày hôm nay ra bệnh gan đấy thầy. Ừ thì nó ra bệnh gan đấy thầy còn gì nữa. Đến đây là con phải hiểu nhá. Bản thân ghế cô bắt được ra bệnh con, đúng như bệnh viện bác sĩ bắt. Chuẩn chưa? Thế là con phải tin là bệnh này là con không thể lẽ được khỏi đâu. Thế là con nói thật. Mà bệnh này là con phải đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì người ta mới chữa cho được. Là mình phải uống thuốc ở bệnh viện, nghe rõ chưa? Còn để như thế này thì rất là nguy cơ cho con. Vì làm sao? Con đang bị ảnh hưởng của cái gan và cái phổi. Cái phổi của con đang bị đen. Là cái màng, cái phổi của con đang bọc một cái màng trắng của cái phổi này. Thì con đi viện là đúng như thế, có đúng không? Bệnh viện bảo làm sao? Chuẩn chưa? Thế thì bây giờ có tin không?
Thế à? Mười ngày ốm 8 ngày, cứ thế mà chờ đón 2 năm rồi. Đấy, đây là bị ảnh hưởng của phổi hỏng rồi nha. Mà cứ tế thế này là sẽ bị ảnh hưởng của gây ung thư phổi. Bị thế này, không có trượt đâu. Giấc lại không ăn được. Xong rồi bắt đầu gầy. Đấy. Xong rồi bắt đầu làm mệt mỏi, cơ thể buồn bã, chân tay buồn bã, nghe gì chưa? Có ngủ đâu mà giòn. Biết là bao giờ cũng gầy rồi, nhưng mà hiện tượng là nó sẽ bị ảnh hưởng vì bệnh của nó đang phát tán mà. Trời ơi, nó đang bị đau đây này. Cái phần này của con đang bị đau, con nghe gì chưa? Nó đang bị đau ở cái phần này này, còn phần cái phổi này này. Nghe gì chưa? Con đang bị đau ở cái phần phổi này này. Nó cứ cắn nhốt. Đúng rồi chưa? Nó cắn nhốt ở cái phổi này này. Trời ơi. Rồi, nó đang cắn cái phổi này, cái phổi của con đang bị nhốt rồi, còn gì nó đang như kiểu là cái con kiến nó cắn của mình, con chỉ nói ví dụ. Nó như một con kiến nó cắn nhốt. Nó cắn theo từng cơn. Đây này, bệnh đây này, chứ bệnh đâu? Trời ơi, bệnh đói. Đi viện mà xem, mà đi rồi, chuẩn như thế. Không cần phải nói nhiều làm gì cho đau đầu ra. Nó đang cắn vào cái phổi này. Con nghe gì chưa? Lắm lúc đêm con thở rốc lên. Nó thở rốc lên đấy. Nó làm cho cái phổi nó phập phồng nhiều thì lại đau nhiều. Hả? Rồi, nó cắn phổi rồi còn đau nó mà giọt. Hiện tượng ảnh hưởng của như vậy là ung thư phổi. Đấy, thế mới chết. Thôi nhá, cứ thể để thế này nhá, kệ nó nhá. Trời ơi, phổi đang bị đau rồi mà. Thằng này đau phổi lắm, nó cắn nhốt. Nó như kiểu là cái kim nó châm vào cái phổi của nó đây này. Nó đang bị đây này. Đây, cứ hỏi xem có đúng như cô nói không. Thằng này đang bị phổi đau. Thằng này phổi đau lắm. Đêm đến thở rốc, không ngủ được. Làm là một phần, nhưng mà bây giờ con phải giữ cái sức khỏe của con. Đây là con nói thật, mình phải có sức khỏe thì mình mới nuôi được vợ, nuôi được mấy con. Ba đứa con đang chờ đón mình, vợ đang chờ đón mình, gia đình nhà mình đang chờ đón mình phía trước. Nên mình phải giữ lấy cái sức khỏe của mình, cố gắng để cái hạn nó hết đi, nghe gì chưa? Ê, bây giờ tuổi còn trẻ mới có 31 tuổi, 32 tuổi đầu như thế này, ốm đau như thế này thì làm sao mà được? Nghe cô, đấy, về phải lấy thuốc, uống cho cô. Xong hai nữa là phải đi siêu âm. Xong rồi bắt đầu là phải đi thử máu, xem là nó rõ ràng là nó cái phổi nó bị như thế nào. Đấy thì mới điều trị được. Còn để như thế này thì không có cơ hội đâu. Vì cái phổi của con bây giờ rất là đau rồi. Con nằm hoặc là con đang ăn nó cũng đau, hoặc là con đang ngồi bình thường như này, nó như kiểu cái kim nó châm vào cái phổi của mình, làm cho nó đau, nó nhói lên ngực, nghe gì chưa? Đấy là con đang bị thế này. Có chuẩn như cô nói không? Có hỏi thật có chuẩn không? Đang bị đau trong ngực. Đây, thấy cô bảo đi, thấy đang bị đau rồi còn gì nữa. Cái phổi nó phập phồng rồi còn gì nữa. Hiện tượng ảnh hưởng của ung thư. Thế mới chết. Thế đi bệnh viện là nó mới ra được bệnh đi à? Thế à, mới đi khám hôm qua à? Là hôm qua bác sĩ bảo thế này, đến đây xem là đúng như bác sĩ nhỉ? Trời ơi. Thì là bệnh phổi thay, con bị phổi rồi. Bệnh này con phải đi viện đi, con đã nói rồi thay. Bệnh này con phải đi viện, xong rồi bắt đầu thử máu, xem nó như thế nào. Không thì con lại đi bệnh viện ca đi. Của khoa ung thư đi. Này là, rồi, này là phải đi kiểm tra. Có nghĩa là mình phải sàng lọc và thử máu xem là nó bị như thế nào. Tầm soát của cái ung thư, vì thằng này là bị hiện tượng rồi, thế nên nó mới đau như thế này. Đấy, nó đau rồi đi này chứ không phải là không. Phải đi kiểm soát ung thư đi xem nó như thế nào. Đấy, bệnh này là bệnh trần, nghe gì chưa? Bệnh này là con hiện tượng đấy nhá, là hiện tượng ung thư. Nên là con phải đi bệnh viện ca của cái khoa phổi để người ta thử máu và để người ta xét nghiệm xem nó như thế nào. Vì là cái phổi của con đang bọc một cái màng trắng. Cái màng trắng này nó làm cho như vậy là mình bị, có nghĩa là cái màng trắng nó phủ lên, nó sẽ đau cái phổi này của con. Thế nên là con bây giờ là cái phổi của con đang phập phồng, nó như kiểu cái kim nó châm vào cái phổi của con, nó đau nhói lên làm cho mình bị tức ngực. Đấy là con đang bị đi này. Mà con đang vừa rồi con bảo đúng như thế. Đấy là con đang bị đi này. Đấy, đang ngồi đang bị đi này chứ chưa phải là chưa bị đâu. Nhưng cái bệnh này của con nó đau theo từng cơn, có khi nó đau 20 phút hoặc nửa tiếng, xong rồi lại thôi bình thường. Đấy,
Có con đang bị đi này, nó đau 20 phút hoặc nửa tiếng nhưng nó lại trở lại bình thường. Xong chốc nó lại đau, nó đau theo từng cơn. Không ăn cũng đau, ăn vào càng đau thêm. Đấy, chứ không phải chuyện bình thường. Thế nên là cái phổi này của con là có hiện tượng nguy cơ. Nên là con phải đi bác sĩ vào cái khoa như vậy là phổi và vào cái khoa ung thư. Mình xét nghiệm và mình thử lọc sàng xem nó như thế nào. Nghe cô đi. Vì con đi khám là con bầu con bị phổi rồi. Đấy, bị màng phổi bám rồi. Chụt cấp lớp rồi là bị rồi. Thế là chuẩn rồi còn gì nữa. Vì đây là mới bắt đầu. Có khi người ta phải 3-4 lần nó mới ra được. Vì đây nó báo lên đây. Thế nên con đến đây con đã nói gì bệnh chưa? Con chưa nói gì bệnh nhá. Mà cô đã biết thì con đang bị bệnh phổi. Mà con mới đi khám hôm qua hôm xưa là con bị bệnh phổi. Thế là con tin rồi còn gì nữa. Ê, con đến đây con chưa, cô chưa biết bản thân ghế, cô chưa biết con ở đâu, đúng không? Con chỉ bảo là con ở Hưng Yên, đúng không? Nhưng cô đã biết được ra bệnh của con là con phải tin. Là ừ nhỉ, mình đang bị bệnh. Mình đến đây mới rất là may. May làm sao mình có tâm có đức. Thì cô mới bắt được ra được bệnh cho mình. Cái bệnh này là không thể lẽ được khỏi, nghe rõ chưa? Mà bệnh này con phải đi viện, đấy là cô khuyên thật lòng. Là phải đi viện mới khỏi được. Đấy, nếu muốn tuổi thọ, muốn ba đứa con chờ đón mình, muốn tương lai của mình chờ đón mình, mình phải đi bệnh viện thì mới khỏi được. Chứ bệnh này không có thể lẽ được. Trời ơi, đẻ cái gì? Đang bị ảnh hưởng của phổi rồi, còn đẻ làm sao? Nó đang bị phổi rồi, đây này. Trời ơi, đau của mẹ rồi, như cái kim châm vào phổi nó rồi, còn đơn giản cái gì? Nó đau đây này, nhưng mà vừa giờ nó vẫn đau đây này. Thấy là phải tên còn gì nữa, bây giờ con không đau phổi mà cô lại bảo con đau phổi thì con nói làm gì? Đây là bệnh trần mà. Bệnh này bệnh trần là phải đi viện mới chữa được. Nay là phải cố gắng vào. Xong rồi mai mốt là phải đi kiểm tra lại. Đấy, phải đi kiểm tra lại. Vì là cái cơ thể của con nó bị mệt nhọc. Con nghe gì chưa? Nó làm cho mình phân tán, làm cho mình buồn bã. Bây giờ là mình phải cố gắng lên. Nó có nghĩa là sống theo cái kiểu lạc quan. Coi như mình không có bệnh gì hết. Xong rồi mình còn cố gắng phải nuôi ba đứa con. Đấy là con nói thật, vì dậu đổ mình sẽ leo. Vì trong gia trong nhà con thì ốm đau rất là nhiều. Hết chồng rồi đến vợ, hết vợ đến chồng, cứ thay đổi bệnh tật với nhau. Nghe rõ chưa? Đất ở là xấu đấy nhá. Đất ở đây là phải làm lễ. Đất ở này của nhà con theo cái giải đất này là nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Thế nên là phải chấn chạch lại nhà, phải đền hoàn long mạch. Vì đất ở này của nhà con bị động. Nên là con phải làm lễ ở cái đất ở đấy thôi. Đây là đến đây là cô bắt ra bệnh thôi. Chứ còn bệnh này nhà cô không chữa. Vì bệnh này chữa làm sao được, bệnh trần chữa làm sao được. Thế là nhiều người không biết. Người ta đã từng bị bệnh rồi. Người ta đi khám hôm qua, người ta bị bệnh. Đến đây là người ta chưa nói gì. Thì là cô đã biết là người ta bệnh phổi. Người ta đang đau ở tại cửa điện nhà cô đây. Thì cô mới biết được. Chứ còn bệnh này nhà cô không chữa được. Thế là nó phải nói rõ. Bệnh này là bệnh trần, phải đi viện mới chữa được. Bệnh vợ của bệnh có nghĩa là vợ nó nhá, là bị ảnh hưởng một chút. Đấy là cái gì? Của cái gan. Đấy, về phải cho vợ đi khám gan cho cô. Vì là vợ đôi lúc là cũng đau theo cái kiểu là vòng ngực. Đấy, và hai nữa là phải đi kiểm tra cái buồng trứng xem là như thế nào. Đấy, thế nên là vợ là phải cho uống thuốc như vậy là bổ máu thêm. Buồn lắm, nhà này buồn lắm. Đục ốm đau suốt ngày thế này. Chán lắm. Vợ nó bị ảnh hưởng của buồng trứng nha. Về đi khám đi xem nó ra như thế nào. Xem là cái buồng trứng có nó bị u không. Vì cô thấy nó bị đau cái vòng ngực và đau cái chỗ của cái dạ con người phụ nữ này. Thế nên vợ nó hiện tượng là báo ảnh hưởng của cái buồng trứng. Xem là cái buồng trứng của nó có bị u lang buồng trứng không. Đấy, vì vợ nó buồng trứng rất là kém. Thì nó kêu thì nó như thế nào. Nhưng mà cái buồng cái có, vợ có kêu đau của cái đoạn dưới này không? Đặt bụng không? Thế là buồng trứng đấy còn gì nữa?
Đây, thấy chuẩn hơn còn gì nào nào, bắt đây, trời ơi. Thấy chưa? Đấy, bị ảnh hưởng của buồng trứng đây còn đâu nữa mà đồn. U buồng trứng đây còn gì nữa? Trời ơi, thấy chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Vợ bị u buồng trứng chưa? Đấy thì con bảo về vợ đi khám buồng trứng đi. Vợ bị ảnh hưởng của đau của cái dạ con này. Trời ơi, thế nào u buồng trứng gì? Chuẩn chưa? Có tế bào còn gì nữa? Là u rồi. U lang buồng trứng thôi còn gì nữa? Trời ơi, không có trượt rồi. Có nghĩa là có tế bào của u lang buồng trứng rồi. Đấy là ảnh hưởng của u lang buồng trứng. Thế nên con mới nói rằng là vợ con phải đi khám đi, siêu âm cái buồng trứng nó như thế nào. Vì đôi lúc của vợ con nó mới đau của cái dạ con này. Đấy là nó đau của cái u lang buồng trứng đấy. Nghe gì chưa? Đau của u lang buồng trứng như này. U lang của buồng trứng của nó đây như này. Đấy là phải kiểm tra của cái u lang buồng trứng đi. Trời ơi, bị đấy chứ không phải chuyện bình thường đâu. Đi viện rồi người ta bảo thế gì. Đấy, chuẩn chưa? Bắt tay phát nữa. Đấy, chuẩn chưa? Không trượt một tí nào. U lang của buồng trứng đấy. Ừ, để thế này là sẽ bị dính. Nên là phải đi khám, phải đến cái khoa sản. Nó siêu âm, xem là những cái quả trứng của vợ nó bị như thế nào. Đấy, nên là vợ nó có hiện tượng bị ảnh hưởng của u lang buồng trứng. Thế nên là đôi lúc nó bị đau và nó bằng bắn ở cái buồng trứng của cái dạ con này ra. Đấy là nó bị hiện tượng của u lang buồng trứng, không có trượt đau. Thế là đi khám rồi là bác sĩ bảo thế là đúng rồi, nên là về phải thuốc men đi xem nào. Xong là bắt đầu uống cái thuốc thuốc bây giờ vợ là không, bây giờ vợ nó phải uống, bây giờ là vợ nó phải uống cái thuốc gì nhỉ, thuốc gì của phụ nữ mà nó làm cho máu huyết sở sinh mình nó tốt đi nhỉ. Cái vợ nó bây giờ là phải uống thuốc gì nhỉ? Uống thuốc gì nhỉ? Quên mất rồi. Uống thuốc gì nhỉ? Uống thuốc gì của phụ nữ để cho nó như vậy là tốt máu nhỉ? Không, cái thuốc gì đấy? Nội tiết. Rồi, phải uống thuốc nội tiết vì tầm cái tuổi này là người phụ nữ đẻ con. Xong rồi các thứ nó mới ảnh hưởng của cái nội tiết. Nên là về phải uống thuốc nội tiết cho cô. Để cho nó thay cái máu của cái cơ thể của nó, cho cái máu của nó tốt lên. Đấy, đây là cách duy nhất của vợ con. Trời ơi, buồn lắm. Đấy, bệnh đấy. Cần gì phải đi khám bệnh, đến đây ra hết. Đúng như bác sĩ. Già rồi. Thế là đi ra rồi, đúng không? Đấy, đi khám ra bệnh rồi, nay đến đây cô lại bắt đúng bệnh như của vợ. Ôi trời ơi. Ô, không nghe thấy cô nói này. Thế nên là vợ con bị ảnh hưởng của u lang buồng trứng. Con là ảnh hưởng của như vậy là phổi. Hai cái bệnh này của hai vợ chồng rất là nguy cơ. Nghe rõ chưa? Nên là bây giờ là về phải thuốc men đầu cuối cho cô. Uống thuốc theo bác sĩ chỉ định và như vậy là đi khám theo định kỳ. Còn bệnh này là đến đây nhà cô bắt được ra bệnh. Nghe gì chưa? Bản thân ghế cô bắt được ra bệnh. Nhưng bệnh này nhà cô không chữa được. Nó bệnh này là phải đi viện. Đi viện các bác sĩ theo dõi và các bác sĩ điều trị theo thuốc của bác sĩ. Thế nên là bệnh này của nhà con trong tình trạng này hai vợ chồng rất là nguy cơ. Đấy, thế nên là bây giờ sống phải lạc quan lên. Làm vừa thôi, tham vừa thôi, giữ lấy sức khỏe để còn như vậy là trông nom cho các con. Đấy là con nói thật vì bây giờ các con phải hiểu rằng là dậu đổ thì bình nó sẽ leo. Dậu đổ rồi thì bình nó phải leo. Leo rồi là khó gỡ lắm đấy chứ không phải chuyện đơn giản. Và những bệnh này là đều bệnh trần. Nghe rõ chưa? Ung thư là bệnh trần rồi còn gì nữa. Làm sao có thể bệnh âm được? Đến đây chỉ bắt được ra bệnh thôi, chứ đây không chữa được. Đấy, riêng cửa nhà cô là cô cứ nói thật. Nghe gì chưa? Thế nên là cô sợ này, cô sợ cái u lang của vợ con đây này. Đấy, nó đang phát tán rất là nhanh. Cái u lang của vợ đấy. Đấy thì là phải đi khám định kỳ. Bây giờ ví dụ trước đây 3 tháng thì bây giờ 1 tháng là phải đi một lần. Nghe cô nói thật đấy. Để xem là cái u lang này nó phát triển như thế nào. Vì đây nó là hiện tượng bị u lang buồng trứng. Và đi bác sĩ là cũng bảo rồi là u lang buồng trứng rồi.
Đấy, thế nên những cái u này xem là nó có phải u lành không hay là u ác, nghe rõ chưa? Nhưng hiện tượng là bị ảnh hưởng của u ác chứ không phải là u lành đâu. Đấy, vì nó báo ứng lên đây là u ác theo cái đường dây. Đấy, con nghe gì chưa? Và con là ảnh hưởng của cái phổi. Cái phổi này của con bình thường mấy hôm vừa giờ nó đau, nghe gì chưa? Nó làm nhói như kiểu cái kim nó châm vào cái phổi của con. Đấy, làm cho con ăn mất ngủ, làm cho con phát tán. Nghe gì chưa? Thế nên là con phải cố gắng thuốc men vào cho cô thì còn có cơ hội đến với con nhiều. Đấy, mình phải nghĩ rằng là ở tương lai phía trước của mình, các con mình còn bé đang chờ đón mình thì mình phải cố gắng sống lạc quan. Bây giờ không phải đến đây là cô đe, đúng không? Đây là toàn những bệnh nó có bắt ra rồi và chỉ cho con đường đi nước bước mà bác sĩ cũng bảo như thế rồi, thì mình cứ phải lạc quan lên, yêu đời thêm. Để cho như vậy là phía trước tương lai của mình đang chờ đón mình. Biết đâu mình gặp được thầy, được thuốc, được các bác sĩ chỉ đạo cho mình uống thuốc, uống men, vợ chồng mình khỏe mạnh bình thường. Đấy, sau này có ngân, có xuyến, có nhà, có cửa, nuôi con, nuôi cái. Đấy là cái điều mình đang mong muốn. Và đến đây là cô cũng chỉ cho cái điều mong muốn của mình đang chờ đón mình là như thế. Chứ không phải là đến đây cô đi hay là cô bắt phải làm lễ nhà cô, không. Đến đây cô bắt ra rất là nhiều bệnh, nhưng các bệnh này là phải đi viện. Còn lễ không khỏi đừng làm gì cho mất tiền. Đấy là nói thật lòng các con, cô không nói sai một tí nào đâu. Đấy, có nghĩa là các con phải đi bệnh viện thì mới khỏi được. Còn bệnh này là không lễ làm gì, lễ là mất tiền, không khỏi được. Đấy là nói rõ để cho các con biết. Còn như vậy là con bảo cô ơi phải làm lễ nhưng cô không làm nhá. Đấy, vì nó không khỏi, làm cho ngày mai nó không khỏi được bệnh cho các con, khổ thân các con ra. Đấy, tiền đi để các con đi chữa, bệnh viện để các bác sĩ cứu đi các con. Đấy là nói thật lòng. Đất này nhà con phải làm lễ tạ đất. Long ly rồng vượng chỉ ngũ sắc ngũ vị hương. Xong rồi bắt đầu là phải đền hoàn long mạch, phải làm lễ để cho nó đền hoàn cái ông long mạch này của nhà con đi. Vì cái đất này của con rất là xấu, con nghe gì chưa? Ê, nên ở cái đất này là ít được lộc lắm. Đấy mà hay ốm đau hay bệnh tật. Đấy là nó như thế. Thế nên là 10 ngày thì các con phải ốm 8 ngày. Hết vợ đến chồng, hết chồng đến con đến cái, hết con đến cái thì lại bố mẹ. Nghe gì chưa? Thay đổi đến như thế. Và hai nữa là con cứ di chuyển đến cái ngõ này không? Cái ngõ này của nhà con đâm vào cái đồi hồi của cái lách nhà. Đấy, cái ngõ này đâm vào cái đồi hồi của cái lách nhà này thì làm sao các con được? Bây giờ con phải di chuyển lại cái ngõ nhá. Cái ngõ này của nhà con nói về cái ngõ này là cái ngõ này không có tiền. Đấy là con nói này. Và cái ngõ này không có hậu. Vì làm sao? Nó vòng theo cái kiểu cua theo cái khỏm bò, con nghe gì chưa? Và đến cái đoạn gần cuối cùng của cái cổng ngõ này, nó đâm vào cái hồ đầu hồi của cái lách nhà này rồi, thì cái lách nhà này của nhà con nó phải đau, nó phải ốm. Đấy, thế nên cái ngõ này của nhà con phải di chuyển cho cô. Bây giờ nhưng mà khó di chuyển lắm. Đấy, không có đất để mà di chuyển. Có đúng như cô nói tả cái ngõ này không? Riêng cái ngõ này là không có tiền. Nói về phong thủy cái ngõ này là không có tiền. Đấy là nói thẳng để cho con biết. Kể cả con có giỏi đi bao nhiêu chân nữa, kể cả con có làm đến 3, 4, 50 triệu nữa cũng không có một đồng nào. Đấy là nói thẳng để cho mà biết như thế. Thế nên là đến đâu sạch đến đấy, đến đâu hết đến đấy. Riêng cái ngõ này là ngõ không tiền. Nói thẳng để cho mày biết nha. Ngõ không tiền đấy. Đây gọi là, con nghe gì chưa? Con nghe gì chưa? Cái ngõ này gọi là ngõ không tiền. Đấy, nói về phong thủy là ngõ không tiền. Ngõ này không tụ được lộc. Cái ngõ này theo cái kiểu đâm vào cái đồ hồi của lách nhà vậy. Cua cái khỏm bò, nghe rõ chưa? Trời ơi, nhìn cái ngõ này thì làm sao mà có tiền được. Cô chả biết, nhưng cứ biết đứng lên cửa nhà cô là nó hiện lên như thế thì cô mới biết được chứ. Khó có cách lắm vì ngõ không tiền rồi. Chuẩn không? Chuẩn nào, bắt tay. 30 triệu, 40 triệu cũng không có đồng nào vì ngõ không tiền. Nên là phải hiểu như thế. Thế nhà kia gần nhà nó có thấy chuẩn không? Nhà này là gì với nó? Rồi, nhưng mà cùng, có nghĩa là chị em gì? Thế thì bắt tay thế nào? Thì ông kia thì thế nào? Ông chú thì thế nào? Thế đồng chí này thế nào? Ngõ không tiền mà. Nó ghi mẹ chứ giữa ngõ không tiền đến đây cô mới nhìn thế được. Rồi, 30 triệu, 50 triệu không còn đồng nào. Rồi, ngõ không tiền. Đây này, nó ghi chữ không tiền ở giữa ngõ. Đây này, nó ghi hai chữ ngõ không tiền.
Nó ghi ba chữ mà ngõ không tiền. Nó nổi lên con mới biết được, à thôi chết rồi, cái ngõ này ngõ không tiền rồi. Ngõ bị sóc lách, ngõ đâm vào đồi hộp cái nhà, ngõ thiếu cái cuộc cái khỏm bò như cái khỏm bò rồi, còn đâu nữa mà rộn. Nó vậy như kiểu cái khỏm bò đấy. Thế là bắt đầu đến cổng ngõ phát, thế là nó vậy đi phát. Rồi, gọi rồi là ngõ không tiền. Nó ghi cái ngõ không tiền. Thế con nói chuyện có hay không? Thế có đúng không? Nhưng có đúng không? Dài thì cô gọi có đúng không? Đúng à? Nhưng mà không đi xem bói bao giờ, nay đi xem bói thì đúng à? Có đi xem bói bao giờ đâu mà sợn. Ồ, chứ thằng này nó có đi xem bói bao giờ đâu. Nhân duyên thì nhỉ? Nhưng mà này, nhân duyên nhỉ? Nhưng mà có đúng không? Thế này đã tin chưa? Nhưng có tin cơ không? Thế à? Nhưng mà con có đi xem bói bao giờ đâu mà nay lại tin nhỉ? Đúng quá thì phải tin gì? Ừ, đấy, phải nói thật ra xem nào. Thế à? Thế là đến đây là cô gọi ra đúng bắt đúng bệnh gì? Thế là cô phấn khởi không? Cô may mắn là ngày hôm nay như vậy được ghế cô chỉ cho được bệnh tật này, chỉ cho được mọi thứ này. Xong rồi bắt đầu là biết được cái ngõ không tiền không? Thế bây giờ cô muốn cái ngõ có tiền không? Ai trời ơi. Ngõ này là ngõ không tiền đấy nhá, mà ngõ này là ngõ rơi nước mắt, nhưng mà cô cười để cho nó tan biến cái nước mắt của cái ngõ nhà con đi đấy. Chứ cái ngõ này giữa ngõ nó đang chuẩn bị vào đến cái đầu ngõ của nhà con nhá, nó lại hẹp mẹ nó vào, nghe gì chưa? Thế là nó ghi hai chữ ba chữ liền, ngõ không tiền. Con làm đến 50 triệu một tháng, nhưng hết tháng đấy là con hết tiền, nghe rõ chưa? 50 triệu một tháng, hết 30 là con hết tiền. Làm sao lại hết tiền? Ốm, đau, bệnh, tật, đi viện. Chuẩn chưa? Ăn thì lịn đói, lịn khát. Ăn thì xén. Là 1 tháng 30 ngày đi làm. Nha, 1 tháng còn 3 ngày, 10 ngày nó đi làm cái này. Nó không trượt một ngày nào nó nghỉ đâu. Thằng này chịu khó vô cùng và cũng là tính toán giỏi. Và cũng là như vậy là chịu, có nghĩa là chịu khó. Cực kỳ luôn. Nhất làng đấy, đứng số 1 của cái làng đấy. Mà kiếm tiền cũng nhất ở cái khu đấy, chứ không phải là ít. Tháng thằng này kiếm 40-50 triệu. Đơn giản, đấy là nói thẳng để cho thằng này biết. Nhưng mà cuối cùng cái ngõ nó ghi mẹ chữ là ngõ không tiền. Thế nên là nó vào đến cổng ngõ cái, thế là nó chạy mẹ nó ra mất. Đấy, nó là như thế. Thế nên là vào đến ngõ, nó vào đến trong nhà cái là nó ốm rồi, nó ra rồi, còn đâu nó mà dồn. Ngõ không tiền đấy. Đấy là gọi là ngõ không tiền, nghe rõ chưa? Chú thằng này kiếm tiền nhiều lắm, chịu khó lắm. 1 tháng 30 ngày, thậm chí mẹ cóc 10 giờ đêm vẫn đi kiếm tiền. Thằng này này, chứ không phải 10 giờ đêm nó vẫn đi kiếm tiền thế này. Đeo thế chuẩn đấy cơ à? Đấy, thế chuẩn chưa? 10 giờ đêm vẫn đi kiếm tiền. Rồi. Đúng quá à? Chuẩn 100% cũng sai không nào? Eo ơi, chuẩn đến thế cơ. Nhưng mà nay có xứng đáng phải bói không? Vợ ngoan, vợ ngoan lắm đấy. Cô nói thật đấy. Nhất nhì của cái cũng lại có cái làng đấy. Đúng lắm. Vợ ngoan lắm, chịu khó, thương chồng cực kỳ luôn. Chứ không phải là không. May cho thằng này là cô vợ ngoan. Nhưng cô vợ thằng này cũng lại ốm rất là nhiều. Đấy, thằng này lấy vợ ngoan nhất nhì của cái làng đấy. Mà chịu khó chứ từng có. Thằng này kiếm 40-50 triệu dễ ợt, 10 giờ đêm vẫn đi kiếm tiền. Thằng này 1 tháng 30 ngày có mặt đi kiếm tiền hết cả 30 ngày. Không lúc nào nó ngồi nhà đâu. Chịu khó lắm. Lắm hôm này còn không ăn cơm nhỉ. Hả? Tạm gì nói chưa. Trời ơi, cái bói này triệu like. Có xứng đáng phải bói không?
Kèo ơi may quá. Thương ơi là thương đấy. Cô cười là cười để cho nó tan biến cái đau khổ của nó đi đấy. Cô nói thật đấy, gọi là cười để tan biến cái buồn bã của gia đình nhà nó đi ấy. Chứ nhà nó đang bị ảnh hưởng của dậu đổ bình leo đấy. Thế nên là hạn hán của nhà nó đến nhiều lắm. Trong gia chung nhà nó không được bình an đâu. Mọi việc trong gia chung nhà nó không được tốt đâu. Vợ chuyện trong gia chung cố gắng vào cho cô nhá. Cố gắng, có nghĩa là cố gắng để cho cái hạn này nó sẽ trôi qua. Đấy, thì con người ta thì nó phải có lúc đọ lúc kia. Đấy là cô nói thật, mình không bị chán làn. Đấy, việc kiếm tiền vẫn kiếm tiền, việc ốm thì vẫn phải ốm. Có nghĩa là lúc nào mà mình mệt quá hoặc là mình ốm quá thì mình lên nghỉ. Đấy là theo như cô khuyên thật. Còn đừng nên làm quá sức vì tuổi mình còn trẻ. Chứ đừng nghĩ mình làm nhiều kiếm được nhiều tiền mà giàu nó không có đâu. Đấy là cô nói thật đấy. Giàu nó cũng phải có cái số của nó chứ. Đấy đúng không? Chứ không phải là mình nghĩ kiếm được tháng mấy chục triệu một năm bằng dăm 600-700 triệu như mình có tụ đâu. Đấy, người ta kiếm tháng 10 triệu nhưng người ta tụ người ta lại giàu. Đấy, mình kiếm nhiều mà mình không được tụ, mình ốm đau, mình hạn hán, mình đến nhiều thì mình làm sao mà còn. Thế nên theo như cô, bây giờ như vậy là bây giờ theo như cô nhá, bây giờ tuổi của con và tuổi của vợ của con đấy, trong tình trạng nó bị hạn hán như thế này, thì theo như cô mình thì con phải biết rồi, đúng không? Con phải thương yêu cái bản thân con quý cái bản thân của con. Lúc nào khỏe thì mình làm, còn lúc nào ốm là lên mình phải dừng lại. Chỉ trưa con cũng không ăn, con nghe gì chưa? Xong hai là con uống ít cái nước ngọt đi. Đấy, cái nước ngọt đấy là cái hóa chất nó làm cho mình tăng nhiều bệnh lên. Ví dụ cái bò húc cũng thế, nó làm cho con mất ngủ. Con uống là con tỉnh táo, đúng không? Mà con đang trong tình trạng bệnh tật như thế này mà nó làm cho con mất ngủ thì rất là mệt mỏi đấy. Nên là theo như cô là con phải giảm lại tất cả mọi thứ và ăn uống cho nó hợp với lại cái sức khỏe của mình, thì cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt hơn, cái đề kháng của mình nó khỏe hơn. Đấy là tự con cứu lấy bản thân con thôi. Và các bác sĩ chắc con đi bệnh viện người ta cũng khuyên con như thế. Đấy là con nói thật. Và đến đây thì là với là một cái tâm, vì con nay con cũng không phải chủ bụng con đến đi xem bói, đúng không? Nhưng đến đây cô vẫn xem cho con và vẫn chỉ cho con và vẫn bắt bệnh ra cho con để cho con có tương lai và cuộc sống của con. Còn người vợ của con này cũng rất là nhiều bệnh nhá. Và bệnh của vợ con này nó là bị ảnh hưởng của u lang buồng trứng. U lang buồng trứng là phải đi bệnh viện, người ta khám xem là cái u lang buồng trứng là phát triển như thế nào, nó có bị ung của cái quả trứng này không. Đấy, nếu mà ung thì người ta sẽ có biện pháp, người ta xử lý cho mình, con hiểu chưa? Hoặc là nó bị u lang buồng trứng nó bị, thì nó sẽ tốt cho vợ chồng con. Đấy là cái điều duy nhất của ngày hôm nay con đến với bản thân ghế cô, và bản thân ghế cô cũng chỉ cho con cách là như thế. Đến đây với là cái tâm, con đến đây cô không đòi hỏi cái gì, đúng không? Đấy, kể cả các con không đặt lễ cô vẫn xem. Đây là ví dụ như thế. Kể cả 10.000 hoặc 5.000 cô vẫn xem. Đấy, vì cửa nhà cô đây không có đòi hỏi cái gì hết. Cô làm việc theo cái tâm và cũng hết mình với các con. Chỉ cho các con đường đi nước bước, chỉ cho con bệnh. Các con đi bệnh viện là đúng bệnh như thế rồi, là con phải tin. Ừ, nhà mình rất là may mắn mình đến đây với một cái tâm thì bản thân ghế cô bắt ra bệnh mình rồi, chỉ cho mình rồi, tương lai phía trước của mình phải yêu thương mình. Và bây giờ chỉ là tự con phải yêu thương bản thân con và tự con cứu bản thân con thôi. Và cái bệnh này là con phải đi viện thuốc men, người ta kết hợp lại, người ta chỉ cho con cách xử lý, chỉ cho con cách như vậy là ăn uống để cho con qua được cái hạn này. Ê, con người ta thì ai nó cũng phải có cái hạn, đúng không? Ê, mình biết được mình yêu thân, yêu quý bản thân mình thì cái hạn đấy nó sẽ tai biến đi. Còn nếu mình không, ví dụ như con này không đến đây, con cứ đi làm, con không yêu bản thân con thì làm sao con cứu được con? Đấy, con đến đây rồi, cô bắt được ra bệnh rồi thì con mới tin. Ừ nhỉ, mình rất tin mình đến đây mình được như vậy là bắt được ra bệnh, mình được người chỉ cho mình đừng đi nước bước, chỉ cho mình cách để mình hết được cái hạn, đúng không? Đấy là mình phải trân trọng và mình phải quý giá, mình phải tin và mình phải yêu thương những cái gì cô đang nói mình. Đấy, con phải ngẫm xem từ bấy giờ cô toàn chỉ cho con cái đúng, vì rất là thương nó, ít tuổi, đầu còn xanh tuổi còn trẻ, mấy đứa con hãng còn bé. Đấy, gia đình thì ốm đau, bố mẹ cũng thế. Đấy, ốm đau. Đấy, gia chung, đất đai nhà cửa nó như thế rồi. Đấy, cái cổng ngõ như thế cho cô chỉ cho một cách. Chứ cái cổng này nó ghi mẹ nó ba cái chữ. Thế nên cô mới biết được cái cổng ngõ này con như thế. Vì nói đến nhà con cái là nó ghi luôn ở giữa, ở ngay cái chỗ đoạn cổng bị thắt đi vào. Ba chữ là cổng hết tiền. Đấy, gọi là ngõ hết tiền. Nó ghi luôn ba chữ lên là ngõ hết tiền, đi lên cô mới biết được. À, thằng này làm tiền nhiều lắm, kiếm tiền giỏi lắm, chịu khó lắm, mà cuối cùng lại ngõ hết tiền.
đấy là nó như thế đấy, đi gọi luôn cái ngõ là ngõ hết tiền, con nghe gì chưa? Cái ngõ cũng quan trọng lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Ngõ theo phong thủy rất là quan trọng, nhà cũng theo phong thủy rất là quan trọng. Đấy, thế nên là nói về phong thủy là cái ngõ này bị hỏng. Còn nói về việc tâm linh cửa nhà cô là cái ngõ là cũng bị hỏng. Vì nói đến nhà con cái là nó ghi luôn cái chữ ngõ hết tiền, nghe gì chưa? Nên là con phải tin, vì vào cái cổng ngõ của nhà con, cái cổng này bị lệch, nghe gì chưa? Nó đâm vào cái đầu hồi của cái lách nhà ngay. Nó cua theo cái, chuẩn bị đến cái cổng ngõ của nhà con, nó cua theo cái khoảng bò. Vì cái khoảng bò nó lượn, con nhìn thấy chưa? Nó lượn theo cái khoảng bò này, xong nó đâm chích vào cái đầu hồi của cái lách nhà này. Đấy gọi là cái ngõ là như thế đấy. Thì chốc nó có bảo cho cái cách đấy để giải cái ngõ này đi. Đấy là cái cách duy nhất là như thế thôi. Còn có cách nào? Còn đứa con lớn là bao nhiêu tuổi đây? Tên là gì đây? 2000 bao nhiêu? 2018 đã 16 tuổi rồi. Tên là gì đây? 6 tuổi rồi, từ giờ đến cuối năm không có hạn. Công danh sự nghiệp bình thường nha. Cuốn tiểu thứ hai 2018 năm nay là 6 tuổi. Hết lớp 1 là 2017 rồi. 2017 là 7 tuổi rồi, không có hạn. Công danh sự nghiệp bình thường. Cuốn tiểu thứ hai không nhớ con 2000 bao nhiêu nữa, còn nói cái gì. Đấy, mải làm không nhớ con. 2019. Chắc thì làm sao mà đúng được. 2 tuổi 2019, năm nay là 5 tuổi rồi. 5 tuổi từ giờ đến cuối năm không có hạn. Công danh sự nghiệp cũng bình thường. Cuốn tiểu thứ 3 là để năm kia à? Năm kia là 3 tuổi rồi. 3 tuổi từ giờ đến cuối năm, 3 tuổi rồi, từ giờ đến cuối năm có hạn. Từ giờ đến cuối năm có hạn vào ngày 22 âm lịch của cái tháng 10. Có mỗi một cái ngày đấy thôi. Đấy, cái đứa thứ hai là khó bảo hơn đấy nha. Đấy này, nhưng mà cái phổi của nó đang kém bên này, đẻ làm sao được bây giờ? Mà vợ nó đang bị ảnh hưởng của u buồng trứng thì đẻ làm sao? Nhưng mà bây giờ nó đang bị ảnh hưởng của u lang buồng trứng thì đẻ làm sao? Bây giờ làm sao mà đẻ được? U lang buồng trứng đẻ làm sao được, chết người toi. Nó đang bị u lang buồng trứng thì đẻ kiểu gì bây giờ? Thằng ấy đang bị ảnh hưởng của cái phổi hỏng thì đẻ làm sao? Chủ yếu là đi hỏi đẻ con dai gì. Nhưng mà bây giờ bệnh này thì đẻ kiểu gì? Đấy, thế bây giờ đẻ ra nhỡ nó không có tuổi thọ thì làm sao? Vì cái u lang buồng trứng này sợ là cái trứng của nó bị ung. Đấy, thì đẻ kiểu gì? Và thằng ấy đang bị ảnh hưởng của phổi kém thì đẻ làm sao? Sức khỏe đâu mà đẻ? Sốt ruột nhưng bây giờ làm sao được? Thế bây giờ u lang buồng trứng thì đẻ kiểu gì? Thế bây giờ có bộ đẻ được thì ai người ta tin? Bây giờ có bộ về đẻ đi thì úi dồi, không dám nói được. Bây giờ u lang buồng trứng là không thể đẻ được. Đấy, bây giờ làm sao phải khỏi được cái u lang buồng trứng? Đấy, thì mới tính tiếp được. Hoặc là cái phổi của con nó phải hoàn phục. Rồi, nó đang bị bệnh thì ung thư thế này, ảnh hưởng của gây ung thư thế này đẻ kiểu gì? Trời ơi, đến là con nói thật lòng, con có mong muốn đi chăng nữa nhưng mà con không dám nói. Ê, bây giờ bầu con đẻ về mai mốt con có chữa khổ thân con ra. Đấy là đương nhiên cô lại hại các con, thế là không có phúc đâu. Ừ, con không dám làm cái việc như thế. Đây là bắt được ra bệnh con rồi thì phải nói thật cho con biết. Bây giờ u lang buồng trứng của vợ là khẳng định là không đẻ được. Đấy. Và hai là con phổi kém, con đang bị ảnh hưởng của cái màng phổi thì đẻ kiểu gì? Ê, con đang mong làm sao được. Đấy là con nói thật lòng, nghe gì chưa? Cái đẻ này bây giờ phải hoãn lại và chủ yếu là phải chữa bệnh. Còn bây giờ đẻ là không có cơ hội đâu, đấy là con nói thật. Đấy, nhưng còn người vì nó bị u rồi thì đẻ kiểu gì? Phải tin cô đi này. Ừ, nên đừng có mà đẻ nữa. Bây giờ u lang buồng trứng đẻ kiểu gì đúng không? Phổi của con đang phổi của con đang bị hỏng thì đẻ kiểu gì? Nghe gì chưa này? Nhưng mà con nói thật lòng chưa? Có nghĩa là con nói thật lòng, con tin chưa? Đấy, bị u lang buồng trứng được không? Buồn thì bây giờ sao nói thật thì lại buồn cái gì? Trời ơi, bệnh của nó như rõ ràng như thế này rồi. Ừ, thế là phải tin rồi còn gì nữa. Ê, bây giờ con để nói nhá,
u lăng buồng trứng là không thể đẻ được. Phổi đang bị ảnh hưởng của cái màng phổi ung thư thì đẻ kiểu gì? Em bây giờ chủ yếu tập trung vào chữa bệnh, bao giờ khỏi bệnh lại tính tiếp, nghe rõ chưa? Đây là con nói thật lòng, con đã nói rồi, con nói đúng cái tâm và chỉ đúng cái tâm cho con. Nghe gì chưa? Bây giờ phải vô tư đi, lạc quan yêu đời thì mới khỏi được bệnh. Tương lai phía trước ba con nhỏ đang chờ đón mình thì mình mới tin ở nhỉ, đây mới là sự thật. Đấy, còn bây giờ con bầu con về đẻ đi, mai mốt thì vợ con làm sao, phải tội lắm. Không dám nói được như thế. Đẻ được, sinh con được thì cũng mới dám nói. Bắt được ra bệnh lại chỉ cho con đường đi lướt bước sai, khổ thân con ra. Bắt được ra bệnh chỉ cho đường con đường đi lướt bước của con chuẩn, để tự con cứu được bản thân con, tự con cứu được gia đình nhà con. Đấy là con mới tin, nghe gì chưa? Bây giờ con bầu con về cứ đẻ đi, con bầu dễ dề. Nhưng mà mai nó khổ thân con ra, nên là không đẻ được. Bây giờ cố gắng phải chữa bệnh đã, còn đẻ là không đẻ được đâu. Nghe gì chưa? Không tội gì phải buồn. Chủ yếu bây giờ cái tuổi thọ của mình, ba đứa con kia con gái cũng được, bây giờ cứ gì phải con trai. Trời ơi, có con trai thế à? Con trai có giá hơn nhá. Ừ, con gái bây giờ có giá hơn. Con gái mà nó ngoan vẫn là tốt đấy con ạ. Đừng tư tưởng con trai làm gì cho nó mệt, cho nó mệt đầu ra. Chủ yếu là ba đứa con nó phải ngoan, rồi ba đứa con nó phải ngoan đấy, sau này nó có công danh sự nghiệp, đường đời tuổi thọ của nó, rồi bệnh tật của nó không có, về già nó mới ốm đau thì mới là tốt. Còn bây giờ nếu con trai mà con trai sau này nó chơi bời thì cũng mệt lắm, nên là thôi đừng nghĩ con trai làm gì. Bây giờ tư tưởng phải chủ yếu là cái bệnh của nó, chủ yếu bây giờ là phải bệnh của nó. Bệnh của nó khỏi là sẽ tốt cho bản thân con, chuẩn không? Ừ, đừng nghĩ đến đẻ đái làm gì nữa. Ừ, rồi chủ yếu là như thế. Cái già ơi, cái già phải về rồi ấy nhá, 6 giờ rồi đấy. Đấy, không có lịch xem nữa rồi. 6 giờ rồi nhà cô phải nghỉ làm việc rồi, xem làm sao được nữa. Hết giờ rồi. Đấy, phải về rồi. Ngày kia đến. Rồi, 7 giờ sáng kia. Chứ bây giờ hết giờ rồi, 6 giờ rồi cô phải nghỉ rồi, làm sao mà xem nữa. Nghỉ phải cơm nước chứ. Tí nữa. Cái già ơi, cái già này, mấy lại bé gái cái kia, bây giờ là tình hình là hết giờ rồi, 6 giờ kém rồi nha. Nên là cái già phải về. Và cái già đăng ký, ngày nào cái già đến bản thân ghế cô xếp lịch cho. Còn nay là ghế già cũng không có lịch là một. Đấy, vì cũng từ trưa đến giờ ghế già chứng kiến chưa, chưa được nghỉ đâu, từ lúc làm việc đến giờ. Nên là ghế già phải thông cảm. Và ghế già hẹn lịch, nếu mà ghế già muốn đến xem nữa thì ghế già hẹn lịch, mà ghế già không muốn đến xem nữa thì thôi không phải hẹn lịch. Nghe rõ chưa? Đấy, chứ còn là không phải là còn giờ mà cho ghế già về. Đấy, bây giờ ghế già phải thông cảm, tối rồi là phải nghỉ rồi. Đấy, tối nay là tầm 9-10 giờ lại phải qua điện thoại cho khách rồi, nên không được nghỉ lúc nào đâu. Đấy, nên là ghế già phải thông cảm nhá, là ghế già hết lịch, hết giờ ghế già phải đi về. Nên là ghế già đừng có buồn, đến đây buồn là mệt lắm đấy. Con lại nói để nghe, ghế già nghe này. Bây giờ là hết già, hết giờ rồi, là ghế cô phải nghỉ làm việc. Đấy là cô nói thật lòng. Vậy bây giờ là gần 6 giờ là phải nghỉ rồi. Đấy, vì là từ chiều đến giờ rồi, chưa được nghỉ lúc nào. Bây giờ là phải nghỉ rồi, ghế già đặt lễ rồi. Thì bây giờ là cô gửi lại lễ cho ghế già. Đúng không? Lúc nãy là ghế già đặt 50.000, chuẩn chưa? Bây giờ cô gửi lại 50.000, vì chắc ghế già không đến được nữa đâu, vì bé kia nó không like, nên là cô lại gửi lại cho ghế già nhá. Nên là nói rõ như thế. Đấy, vì nhà cô xem được cô mới, có nghĩa là các ghế già phải hiểu rằng này, ghế phải thông cảm nhá. Bây giờ các ghế đặt tiền rồi, các ghế chưa được đến lân. Đấy, gọi là lễ mọn lòng thành, các ghế dâng lễ thánh rồi, nhưng cô nhận rồi, cô lại gửi lại ghế già, vì là bản thân ghế cô chưa xem được cho ghế già là không dám nhận. Đấy là nói thật lòng nhá. Vì lúc nãy là ghế già đặt lên 50.000 tiền lễ. Thế bây giờ cô lại gửi lại ghế già 50.000.
đấy, để cho hai bên nó thoải mái. Ví dụ là ghế già đến được thì là nó thoải mái, không đến được thì nó lại áy náy, đến đặt lễ cô rồi xong cô không xem cho. Đấy là thật lòng nhiều người nghĩ như thế đấy, chứ không phải là không đâu. Hay là cô nhận rồi nhưng cô lại gửi lại ghế già, vì chắc chắn ghế già không đến được nữa, thì là ghế già nhận lại lộc của cô ban cho nhá. Đấy là cô nói thật đấy, vì lúc nãy là ghế già đặt lên 50.000, bây giờ cô lại gửi lại cho ghế già đấy rồi nhá. Đấy là nói thật để cho ghế già biết rồi, ghế già lấy nhận 50.000 nhá đấy. Vì ghế già không đến xem bói được là phải gửi lại cho ghế già, chuẩn chưa? Đấy, đấy là phải nói rõ ràng, ghế già thông cảm nhá. Đấy, bà xè ra cái ghế già xè ra 50.000 đúng không? Xè ra cho mọi người nhìn 50.000 nào. Tờ đấy là con số gì đây? Có đẹp không? Sao? Vì ghế già không xem được mà. Xong rồi các cụ bây giờ nói thật là các ghế này hết giờ rồi, 6 giờ rồi. Đấy, vì là các ghế phải hiểu rằng là các cụ già làm gì có tiền. Đấy, đấy phải hiểu rằng là đến đặt lễ rồi, nhận rồi là phải gửi lại cho các cụ thôi, cho các cụ hài lòng. Không rồi mai mốt lại bỗng trời ơi đến nhà cô đặt lễ rồi cô không xem cho, tôi phải về mới thế nọ thế kia mệt lắm. Thế nên là nhà cô ở đây khác mọi, có nghĩa là nhà cô ở đây bản thân ghế cô ở đây là khác, có nghĩa là các ghế già đặt lễ rồi mà không xem bói được là phải gửi lại. Đấy, nhận rồi, cô nhận rồi nhưng cô lại gửi lại cho các ghế già. Đấy, người già rồi làm gì có tiền đâu ra, thế nên là phải gửi lại cho các ghế già thôi. Rồi nó không có người, ghế già không có người like. Cái đâm ra là ghế già không đến được đâu là phải cho ghế già về. Cho ghế già về xong rồi bắt đầu là bao giờ ghế già sang thì là sang thôi. Bây giờ người ta già rồi, làm gì có tiền đâu ra. Đấy là nói thật lòng ấy chứ. Trời ơi đi cấu rau suốt 7 hôm. Đấy, mới được 50.000, đến đây đặt nãy 50.000 rồi chẳng xem được bói lại lấy á, phải tội chết. Thế nên là nhận rồi lại gửi lại cho ghế già để cho nó, gửi lại cho ghế già để cho nó thoải mãn. Vì người ta khỏi về, người ta không xem được, người ta bức xúc lắm ấy, chứ có phải chuyện đơn giản đâu. Đấy, vì người, đấy là cánh đồng chuyên đi cũ sau. Cả buổi chiều được 50.000 đấy. Đến đây ai không xem là phải gửi lại hết. Bao giờ đến xem thì đặt. Lúc lấy ghế già đặt 50.000 mà. Bây giờ lại phải gửi lại cho ghế già 50.000 để cho ghế già về. Bao giờ ghế già đến xem thì ghế già đã đặt lễ Phật Thánh chứng tâm rồi lại gửi lại thôi. Chết đồng chí này. Lạc quan yêu đời lên nhá. Lạc quan yêu đời lên. Phô tư đi sống khỏe, sống mạnh. Thôi bây giờ cũng là tối rồi. Thế, xin chúc tất cả các gia chủ về được bình an. Trong gia chung mọi việc được tốt lành. Mọi việc trong gia chung được thuận buồm xuôi gió nhé. Gia đạo được đắc lộc sai tài. Con cái được khỏe mạnh. Mọi việc trong gia chung được tốt. Bệnh tật được qua tai lẫn khói. Có duyên lại gặp lại. Lo gì chi? Lo gì chi mô rửa? Nghe gì chưa? Đấy. Bạn này là cũng phải cẩn thận nhiều một chút đấy, về cái sức khỏe, chủ yếu là bạn này về sức khỏe. Còn về tiền bạc thì bạn này có sức khỏe là bạn này kiếm được tiền. Đấy, đây là nói thật, chỉ sợ bạn này không có sức khỏe thôi. Chứ bạn này có sức khỏe là bạn này kiếm được nhiều tiền đấy.